Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin bóng đá của chúng tôi hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cuộc đua đến danh hiệu vô địch V-League 2023 đang diễn ra rất hấp dẫn. Về lý thuyết, cả 4 đội bóng gồm Câu lạc bộ Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Viettel FC và Thanh Hóa đều còn cơ hội lên ngôi vô địch. Với ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 2 điểm so với các đội xếp sau, Câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội bóng có lợi thế lớn nhất. Đội bóng ngành công an thậm chí có thể vô địch ngay ở vòng đấu tới nếu thắng Viettel đồng thời Hà Nội không thắng được Thanh Hóa. Tuy nhiên, Viettel FC cũng hoàn toàn có thể tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Thay cho huấn luyện Thạch Bảo Khanh chỉ cần thắng hai trận đấu còn lại, gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC là sẽ chính thức vô địch với 38 điểm mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác. Với phong độ cao khi sở hữu 11 trận bất bại liên tiếp trên các đấu trường, Viettel FC hoàn toàn có đủ khả năng để giành được hai chiến thắng trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở mùa giải năm nay. Việt Theo FC đã từng thắng câu lạc bộ Công an Hà Nội ở lượt đi V-League 2023 với tỷ số 21. Họ cũng đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 21 ở vòng 18 Cúp Quốc gia. Ở trận đấu thuộc vòng 18 World Cup 2023, Colombia có cuộc chạm trán Jamaica. Sau hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, bước sang hiệp 2, Colombia duy trì nhịp độ tấn công và tạo ra sự khác biệt ở phút thứ 51. Usme là chủ nhân của bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua, Jamaica dồn đội hình lên chơi đôi công với Colombia. Nhờ vậy, trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn. Nhiều cơ hội ăn bàn được đôi bên tạo ra, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Colombia giành chiến thắng 1-0 chung cuộc. Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển nữ Colombia vào tới tứ kết World Cup nữ. Họ sẽ chậm chán đội tuyển nữ Anh ở vòng đấu này. Vì sao đội tuyển nữ Anh, tiền đạo Lauren James đã phải nhận thẻ đỏ ở phút thứ 87 trong trận đấu giữa Anh và Nigeria ở vòng 1-8 World Cup nữ 2023. Đó là tình huống James đã dẫm lên người hậu vệ Aloji của đối thủ. Chắc chắn, James sẽ phải nghỉ trận tứ kết của đội tuyển nữ Anh. Nhưng theo thông tin từ The Sun, án phạt cho cầu thủ này còn có thể tăng thêm. Tiểu ban kỷ luật của FIFA sẽ phân tích hành vi của cầu thủ này. Nếu FIFA xác định đây là hành vi phi thể thao, cố tình xâm hại thân thể đối phương, James sẽ bị cấm thi đấu 3 trận đồng nghĩa với việc kết thúc sớm World Cup năm nay, ngay cả khi đội tuyển nữ Anh vào chung kết. Tại World Cup nữ 2023, James đã ghi được 3 bàn thắng và góp công lớn giúp đội tuyển nữ Anh đánh bại Đan Mạch cũng như Trung Quốc ở vòng bảng. Đồng thời, cô còn có 3 đường kiến tạo thành bàn từ đầu giải. Enkunku dính chấn thương nặng trong trận giao hữu giữa Chelsea và Dortmund vừa qua. Theo chẩn đoán ban đầu, Em Enkunku chỉ cần vài tuần để hồi phục Tuy vậy, kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy tiền đạo này bị chấn thương sụn chêm đầu gối trái, qua đó đối mặt nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Trong hôm nay, đội ngũ y tế của Chelsea sẽ kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa trước khi đưa ra thông báo chính thức. Trước mắt, ngôi sao sinh năm 1997 chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Liverpool tại vòng 1 ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.